Xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống băng tần VNATV và kính mời quý khán giả quay trở lại bản tin Hoa Kỳ và Việt Nam cùng với Đức Tiến. Thưa quý vị, bây giờ là tin Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump phản đối phong tỏa và nói rằng Mỹ đang làm rất tốt chống COVID-19. Trong buổi họp báo về việc đối phó với dịch COVID-19 tại Tòa Bạch Ốc hôm ngày 3 tây tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã phản đối việc sử dụng lệnh phong tỏa như một biện pháp nhằm kiểm soát sự lây lan virus SARS-CoV-2, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ đang làm tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Giữa lúc Mỹ đã vượt 4.7 triệu người nhiễm hôm 3 tây tháng 8, chiếm 1/4 tổng số người nhiễm trên toàn cầu, Tổng thống Trump đã bác bỏ những chỉ trích nhằm vào khả năng phản ứng với đại dịch của chính quyền so với các quốc gia khác. Tổng thống đã dẫn ra các nước như Tây Ban Nha, Đức Quốc, Pháp Quốc, Australia, Nhật Bản đều chứng kiến sự bùng nổ đáng kể người nhiễm mới. Dù vậy, trên thực tế, mặc dù Australia và Nhật Bản ghi nhận số người nhiễm COVID mới tăng vọt, nhưng tổng số người nhiễm của các nước này vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với mức độ đại dịch càn quét tại Hoa Kỳ. Tại Đức, tổng số người nhiễm ở mức hơn 212.000 người so với chưa tới 1.000 người nhiễm mới mỗi ngày. Trong khi đó, thì biểu đồ người nhiễm mới đang bắt đầu đi ngang, nhưng nước này vẫn ghi nhận khoảng trên dưới 60.000 người nhiễm mỗi ngày. Những người nhiễm mới tập trung ở các tiểu bang như Tennessee, Oklahoma, Mississippi với mức độ lây lan phức tạp. Và hàng không mẫu hạm cũng đã thay hai hạm trưởng trong tháng 4, trong vòng 4 tháng. Theo như đại tá Andrews đã được chỉ định làm hạm trưởng của tàu Theodore Roosevelt để thay cho ông Santiago, là người đã được bổ nhiệm phụ trách về chiến hạm vào tháng 3. Đại tá Eric Andrews vừa được bổ nhiệm làm hạm trưởng của hàng không mẫu hạm USS Carol Vinson để thay cho đại tá Carlos Santiago, là người đã vừa thôi chức vào ngày 31 tháng 7 sau khi chiến hạm đã về cảng San Diego, thông cáo của Hải quân cho biết. Đây là lần thay hạm trưởng thứ hai của tàu hàng không mẫu hạm USS Carol Vinson chỉ trong vòng 3 tháng. Đại tá Santiago đã từng giữ chức hạm trưởng của con tàu Roosevelt vào tháng 4 của năm 2017 cho đến tháng 10 của năm 2019, nhưng sau đó đã được giao cho vị trí chỉ huy về lực lượng không quân trên hàng không mẫu hạm USS Carol Vinson. Và người thay thế cho ông để chỉ huy con tàu Roosevelt là đại tá Brett Crozier. Tuy nhiên thì đại tá Crozier cũng đã bị Thomas Motley, khi đó là quyền của Bộ trưởng Hải quân, đã cắt chức vào tháng 3 khi con tàu Roosevelt đã trở thành một cụm dịch COVID-19. Ông Santiago đã được tái bổ nhiệm làm hạm trưởng giám sát nỗ lực khôi phục hoạt động của hãng hàng không mẫu hạm Roosevelt sau đợt bùng phát COVID-19. Hàng không mẫu hạm Roosevelt phải tạm ngưng nhiệm vụ và tới quân cảng trên đảo Guam vào ngày 26 tháng 3, sau khi có một số thủy thủ đã dương tính với nCoV. Hạm trưởng Crozier khi đó đã gửi một email cho cấp trên để cầu cứu, nhưng email này đã bị rò rỉ cho truyền thông, khiến cho ông Motley nổi giận và cách chức đại tá này. Thưa quý vị, nhiễm nCoV vẫn ra ngoài đi shopping. Vợ chồng Intorian và Gonzel đã bị bắt thản nhiên tới cửa hàng tiện lợi và dắt chó đi dạo dù đã có kết quả dương tính với nCoV. Joe Antonio Ferrer Intorian, 24 tuổi và Johanna Anahi Gonzel, 26 tuổi ở tiểu bang Florida, đã bị bắt hôm ngày 29 tây tháng 7 vì vi phạm các quy tắc cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Giới chức địa phương cho biết hai người này liên tục phớt lờ yêu cầu tự cách ly và hàng xóm đã quay được cảnh họ dắt chó đi dạo, đi mua đồ và rửa xe, song đều không đeo khẩu trang. Intorian và Gozel đã nhận được yêu cầu cách ly tại nhà trong ít nhất là 2 tuần kể từ khi được xác nhận nhiễm nCoV hôm 15 tháng 7. Tuy nhiên, hàng xóm vẫn thấy hai người này đến siêu thị mua đồ, buộc cơ quan y tế tiểu bang Florida đã đưa ra cảnh báo và ra lệnh cho họ ở nhà cho đến ít nhất là ngày 31 tháng 7. Nhưng hai vợ chồng vẫn phớt lờ yêu cầu trên. Sau khi bị bắt, hai người này đã phải nộp 1.000 đô la tiền bảo lãnh để được về nhà hôm 30 tháng 7. Intorian nói với các phóng viên sau khi được thả: "Tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ dắt chó đi dạo. Tôi không phải rời khỏi nhà để đi mua sắm." Và cuộc bầu cử của Tổng thống sẽ vẫn được tổ chức vào ngày 3 tháng 11. Theo như chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc là Matt Meadows đã cho hay,
Tổng thống Trump đã lo lắng về vấn đề bỏ phiếu bầu qua đường bưu điện trong lúc đại dịch COVID-19. Và đó là lý do ông cho rằng nên hoãn ngày bầu cử. Thế nhưng chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Tổng thống sẽ giành chiến thắng. Là lời của ông Meadows đã phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài CBS vào ngày 27 tháng 8. Cũng cùng ngày, thì cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump là ông Jason Miller cũng nhấn mạnh trên đài Fox News. Cuộc bầu cử vẫn sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 và Tổng thống Trump muốn bầu cử vào ngày đó. Trước đó vào ngày 30 tháng 5 thì Tổng thống đã lên tiếng về khả năng hoãn ngày bầu cử và lập tức ý kiến này bị các nghị sĩ của lưỡng viện Quốc hội bác bỏ. Quốc hội là một cơ quan có thẩm quyền duy nhất để đưa ra quyết định có thay đổi ngày bầu cử Tổng thống hay không. Tổng thống đã viết trên Twitter, liệu chúng ta có nên trì hoãn cuộc bầu cử cho đến khi mọi người có thể bỏ phiếu đúng cách và an toàn. Với hình thức bỏ phiếu qua thư, không phải là bỏ phiếu vắng mặt. Điều này là tốt, vào năm 2020 sẽ là một cuộc bầu cử gian lận và không chính xác nhất trong lịch sử. Và thưa quý vị, một lần nữa thì Tổng thống Donald Trump cho biết đã ra thời hạn 45 ngày để TikTok bán lại cho công ty Microsoft. Tổng thống Donald Trump đã ra thời hạn 45 ngày để cho công ty ByteDance cân nhắc việc bán ứng dụng TikTok cho Microsoft nhằm tránh bị cấm hoạt động tại Mỹ. Trước những lo ngại về nguy cơ an ninh quốc gia mà nền tảng chia sẻ video TikTok đặt ra, Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đe dọa sẽ cấm ứng dụng này hoạt động tại Mỹ và bác bỏ khả năng để Microsoft mua lại. Tuy nhiên, sau cuộc gặp mặt với Tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella, Tổng thống Trump đã thay đổi quyết định. Reuters ngày 3 tháng 8 dẫn lời một số nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Trump đã ra thời hạn 45 ngày để ByteDance, công ty Trung Quốc chủ quản của TikTok, quyết định có bán lại hoạt động tại Mỹ của TikTok cho Microsoft hay không. Một trong các nguồn tin nói rằng Tổng thống Trump cũng đã quyết định nương tay sau khi nhận được lời khuyên của các cố vấn và nhiều nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Microsoft ngày 27 tháng 8 cũng đưa ra thông báo sẽ tiếp tục đàm phán để mua lại TikTok từ ByteDance và dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận vào ngày 15 tháng 9 tới. Thỏa thuận được đàm phán trong lúc giới chức Mỹ lo ngại nguy cơ thông tin dữ liệu người dùng Mỹ lọt vào tay chính quyền trung ương của Trung Quốc. Với lượng thông tin người dùng khổng lồ và đang rất thịnh hành tại Mỹ, với hàng trăm triệu lượt tải về, TikTok bị cho là mối đe dọa tiềm tàng đối với người dân Hoa Kỳ. Và tiếp theo xin kính mời quý khán giả đến với một vài thông tin về tình Việt Nam. Hai tử tù đã treo cổ chết trong phòng biệt giam tại Bắc Cạn. Truyền thông trong nước đưa tin vào ngày 3 tháng 8 và trích báo cáo sơ bộ của Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết, trong buổi sáng từ 6 giờ sáng cho đến trước 8 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 8, thì hai bị cáo vẫn có mặt tại điểm danh. Cho đến khoảng 9 giờ sáng, thì nhân viên quản giáo đã phát giác hai bị cáo có tên Lăng Văn Vân và Lương Văn Bằng đã treo cổ tự tử trong tư thế chân bị cùm, bị treo bởi sợi dây điện, được bện bằng sợi vải chăn và chiếu, được luồn từ ô thoáng của cửa buồng giam. Hai bị cáo này bị giam ở khu Chi, là một khu giam giữ phạm nhân đặc biệt nguy hiểm với các biện pháp giam giữ điều hành rất chặt chẽ. Hiện thì thi thể của hai tử tù đã được bàn giao cho gia đình để mai táng sau khi khám nghiệm tử thi. Sự việc đang được công an điều tra. Hai bị cáo vừa bị Tòa án Nhân dân của tỉnh Bắc Cạn tuyên án tử hình vào ngày 29 tháng 7 về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đây thì cũng có những vụ tương tự đã xảy ra, như là trường hợp của nạn nhân Ngô Chí Tâm tại Thủ Đức mà công an địa phương cho là thắt cổ tự tử bằng dây thun quần. Trường hợp của nạn nhân Nguyễn Hồng Đê tại Ninh Thuận mà công an thành phố Phan Rang đã nói dùng áo để làm dây treo vào cửa sổ để tự tử. Và trường hợp của nạn nhân Nguyễn Hữu Tấn tại Vĩnh Long cũng bị nói nạn nhân tự lấy dao rọc giấy để cắt đứt cổ của mình. Thưa quý vị, nạn quấy rối tình dục đang xảy ra khắp nơi ở Việt Nam. Nạn quấy rối tình dục dù có được thay đổi tại Việt Nam, nhưng vấn nạn này vẫn đang được xảy ra và lan tràn là một thực tế nhức nhối. Theo tờ Asian Post ngày 3 tháng 8 đưa tin cho biết, những nữ công nhân nhà máy phải chịu sự quấy rối tình dục có hệ thống và kể cả bạo lực tình dục ngay tại nơi làm việc của chính họ. Cũng theo Asian Post, tổ chức Lào
Lao động Quốc tế ILO chưa đưa những con số chính xác về vấn nạn này. Tuy nhiên, theo một số thống kê do Quỹ May Mặc Bình Đẳng Fair Wear Foundation tại Việt Nam thực hiện, trong 763 phụ nữ được khảo sát, phân nửa đã từng bị quấy rối tình dục hoặc bạo lực tình dục. Năm 2019, Việt Nam đã thay đổi bộ quy tắc ứng xử trong lao động và lần đầu tiên đề cập đến quấy rối tình dục nơi làm việc. Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam, ông Karma Mahatra, cho rằng đây là một bước tiến quan trọng. Trong việc nhận định đưa ra ngày 21 tháng 7, ông nói Việt Nam cần đặc biệt tập trung vào việc thực hiện những điều luật trong Bộ Luật Lao Động bắt đầu có hiệu lực từ năm 2021. Và 11 tỉnh, thành phố cũng đã yêu cầu ngừng các chương trình học hè để phòng dịch COVID-19. Khi tình hình của dịch COVID-19 đã lây lan trên cả nước, tính cho đến hết hôm nay thì có 11 tỉnh thành của Việt Nam có công văn liên quan đến tình hình học tập của học sinh. Các sở giáo dục đào tạo đã yêu cầu dừng các hoạt động dạy thêm, học thêm, bồi dưỡng ngoại ngữ trong thời gian nghỉ hè để phòng chống lây lan dịch bệnh. Theo như mạng báo South Star loan tin vào ngày 30 tháng 8, đã nêu công văn có liên quan của các tỉnh Quảng Trị, Phú Yên, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Nghệ An, Quảng Nam, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Vĩnh Long. Trong khi đó thì có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học vào năm nay, thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Bộ Giáo dục Đào tạo để thực hiện theo đúng quy định của luật giáo dục và việc tổ chức kỳ thi do Bộ trưởng của Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định. Chỉ thị của người đứng đầu Chính phủ Hà Nội được đưa ra tại kỳ họp thường kỳ vào tháng 7, diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội. Tại phiên họp, thì ông Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã đề xuất tổ chức kỳ thi đúng như kế hoạch đối với những nơi mà theo ông là an toàn về dịch bệnh, còn những nơi đang trong diện cách ly xã hội chưa đảm bảo an toàn cho thí sinh thì tổ chức thi sau. Và bây giờ là phần tin dự báo thời tiết cùng với Mỹ Linh. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên cả ba miền Nam Bắc California cũng như Houston, Texas. Chào mừng quý vị đến với chương trình dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Chúng ta thấy có một ngày thứ ba rất là đẹp trời cho quận Cam. Hơi nóng đôi chút nhưng mà sáng sớm thì có nhiều mây, 83 độ cho ban ngày và 62 độ cho ban đêm. Và tương tự ở vùng San Jose, tuy nhiên ngày hôm nay San Jose rất là mát mẻ, 79 độ cho ban ngày và 57 độ cho ban đêm. Và tại vùng Houston, Texas trời có nóng hơn, 95 độ cho ban ngày và 77 độ cho ban đêm, kính thưa quý vị. Và qua đến ngày thứ tư thì rất là tuyệt vời, mát mẻ dễ chịu cho quận Cam, 77 độ cho ban ngày và 60 độ cho ban đêm. Tại San Jose còn mát mẻ hơn, 70 độ cho ban ngày và 58 độ cho ban đêm. Tuy nhiên vẫn còn nắng nóng cho vùng Houston, 93 độ cho ban ngày và 77 độ cho ban đêm. Kính thưa quý khán giả, quý vị thấy là trong tuần này thời tiết của cả ba miền Nam Bắc California cũng như Houston đều rất là tốt. Khi mà tuần vừa qua đó thì Houston có nhiều mưa nhưng mà tuần này thì tốt hơn rất nhiều. Và tiếp đến là bài ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau, đó là thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Đây là một bài ca dao nói đến thân phận của người phụ nữ khi xưa trong xã hội phong kiến. Mà lúc đó người phụ nữ không có quyền để mà có thể quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Và cho nên là thân em thì như hạt mưa xa vậy, tức là như hạt mưa từ trên trời rớt xuống và không biết là cái hạt mưa đó nó sẽ rơi vào một khu nhà đài cát sang trọng giàu có hay là ra ruộng cây, tức là một nhà thanh bần đời sống khó khăn. Cho nên người phụ nữ không thể nào lựa chọn cái cuộc sống của mình trong thời điểm lúc bấy giờ, thưa quý vị. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và bản tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình tin tức tối nay của hệ thống băng tần VNA TV. Một lần nữa Phương Thảo và Đức Tiến xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc cho quý khán giả có một buổi tối an lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại.